afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ chơi lại nhân vật Madame cho các bạn cùng xem với chế độ gọi là 4-1 như thường, đúng không? À, xíu nữa trận này kết thúc sớm thì mình sẽ chơi đại một trận giải trí, có thể là 8-2, ta gốc hay cái gì đó, blackjack cho các bạn cùng xem nha. Nhẽ ra là ngày hôm nay cái thời điểm này là em đang sập sình trên xe em đi chơi, nhưng mà không, bị bùng kèo. Cuối cùng là không có đi nữa, thế là hôm nay em được ở nhà và sẽ thoải mái. Nhưng mà cũng rất là muốn đi chùa, tại vì một năm mình cũng muốn đi các thứ để van vái cầu xin, đúng không? Rồi cuối cùng là không có đi nữa rồi, nên là ở nhà để chill chill với những trận game, chứ không là bây giờ đang ngồi trên xe sập sình cái mùi xe rồi. Trời ơi, ngày xưa là em hay đi là em nôn lên em lôn xuống, rồi em cũng rất là kiểu rất là mệt mỏi. Lớn lên nhiều khi cũng đỡ, nhưng mà nhiều khi cũng rất là sụp. Nhưng mà không sao, tại vì bây giờ là mọi người thấy đó, thuốc than chống say xe đồ cũng có rồi. Cho nên là trước khi đi nhiều khi cũng phải uống đâu đó là khoảng 1-2 viên tùy theo người để cho đỡ say. Nhưng mà một lần em đi em lúc nào cũng phải đề phòng nốc 2 viên. Chứ say xe nhiều khi cái mỏ nó bụm ra rồi, bắt đầu là úi giời còn cú nữa. Rồi có chanh chưa? Đặt đi. Úi giời, đã đảo cam để không nhìn chanh rồi, thế mà vẫn nhìn, tức ghê luôn á. Rồi cái gương vô nè. Rồi cái gương chị đặt để mà đề phòng cưng thôi. Cưng không ngờ đúng không? Trời ơi, người ta tính hết rồi. Họa sĩ sẽ kiểu giống như là ô cái gương hay thế. Nhưng mà không, gương này là gương chó ngáp nhầm ruồi. Nhiều khi đi trên xe ô tô ấy, xong bắt đầu là cái mỏ nó bụm ra là phun ra rồi, nhưng mà không có kịp là chú ơi hay là anh gì ơi cho em xin cái bọc. Thế là cuối cùng là tôi tưởng tôi là rồng không á má, phun lên phụt má, trời ơi kinh khủng. Trận này lẽ ra là mình mang 36 in bấm lộn sao cái bảng của gì đi 82 vậy trời, không hiểu nổi, nhưng mà không sao. Madame 82 cầm cái bảng đi map này cũng được, nhưng mà tỏ vẻ giống như là không có được linh hoạt trong trận đấu ấy. Đó, chưa gì bắt họa sĩ rất là sớm mà nổ hai máy rồi. Ba con họa sĩ này khó chịu ghê á. Cứu sớm nhưng vẫn phải ngồi cam nè. Tầm khoảng 51 mấy đứa khác là nó bay về trời rồi, còn như mình đây là mình vẫn phải ngồi cam. Úi giời, biến liền. Cá nhân mình thấy cái bộ trang phục nữ tước kim cương này, mình thấy là cái skin cũng rất là đẹp, đồng thời là cái hitbox của nó cũng rất là dẻo nha. Hợp. Trời ơi, cái gì mà tự nhiên tôi nhận được cái mail là sinh viên cảnh cáo học vụ bị trời. Rồi con quỷ hương sư không chịu đi sửa máy đi, đứng ở mà thả emote. Bởi vậy mấy con thái lản này là kiểu giống nhìn bực dã man luôn á, mọi người thấy không nè. Tự nhiên chạy ra đây cái dùng emote, máy thì không đi sửa, cứu thì cũng chả thấy luôn. Body block thì cũng thấy. Đấy mọi người đứng thấy nó thả emote chứ kìa. Đến khi người ta nói bắt đầu là dễ đành đạch lên, rồi có nguyên đội quân khóc mướn vô. Kinh khủng. Rồi đứng thả emote. Ói. Cái con kia nó bị dở hơi, người ta đã không quan tâm tới rồi thì biến mẹ nó đi, cứ xà lẹo, nhìn bực cả mình. Ủa đâu rồi má? Ô, lạ lùng nhờ. Trời ơi. Không giết nhỏ này là không được nè, thà mình không bắt tiên tri nha. Chứ con quỷ chủ tế là phải giết nó. Gương này có vẻ rất là dơ. Ui giời.
Ôi, đặt gương lỗi một cái là nó rất là ngu ngục luôn á. Thôi để mình bling phát này luôn. Hên ghê, nếu mà tin chi cai mình đầu game là chắc là nó cay cháy luôn rồi. Bên kia quỷ hương sư sang hiêu rồi đó, máy không sửa. Nhưng mà không sao, sang đây cứ chơi đi, máy không sửa thì mình win sớm thôi. Bình thường, không có chuyện gì phải lo lắng cả. Nhưng mà làm ơn. Đâu rồi? Rồi bước ra đây giùm. Trời ơi. Ủa cái gì chém chủ tế chúng tim chi vậy má? Có ổn không vậy trời? Úi giời ơi. Ngày hôm nay là ngày thứ 6 rồi. Ngày mai có một vài bạn nhắn cho mình nói là ngày mai thi á. Nói chung là mọi người không thi sớm cũng thi muộn thôi. Nhưng mà những người thi muộn thì sẽ được tham khảo rất là nhiều những cấu trúc đề của những cái bạn thi trước. Và mình sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn đúng không? Nhưng mà mình xem khoảng 4-5 đề của các tỉnh rồi thì mình có cảm giác giống như là có cái sự phân hóa rất là mạnh. Ở cái phần đó chính là, ở đây là mình nói môn tiếng Anh thôi nha, là sự phân hóa mạnh nó ở cái phần viết lại câu. Một cái sự mà gọi là bạn nào mà học chắc cấu trúc ấy thì mới có thể làm được đó. Cho nên là nhiều khi tôi có một cái bộ công thức 40 cách viết lại câu ấy, nhìn nếu mà học không kỹ là coi như là không biết gì luôn. Thế là đâm ra là khi mà sự phân hóa này nó kiếm điểm 10 cho những cái bạn học sinh thật sự nó cũng khá là gắt. Có nhiều câu tôi nhìn tôi còn không biết làm sao đó cơ. Đến khi mà nhìn lại cái đề thì còn ngơ ngác, ngây thơ và ngỡ ngàng. Và cũng như là bật ngửa. Chết đi, quỷ. Dùng emote. Cứ như dở người. Trời ơi, chơi quick mat thì cầm madam rất là bảo tay luôn á. Nhưng mà chơi rank thì không dám cầm. Chơi rank thì mình toàn cầm mấy nhân vật dễ chơi như là An. Rồi Hermit hay là thư ký. Thư ký không dễ chơi nhưng mà đối với mình thì cũng khá là dễ kiểm soát. Và đâm ra là cho mình có cái cảm giác nó rất là an toàn về cái việc sửa máy. Ngoài ra thì khi mà cầm thư ký thì nó lau kiếm nhanh, nó kiểm soát địa hình tốt nên là mình cũng không có ngán. Cầm madam nhiều khi gương gối một cái là coi như là mình tàn đời luôn. Gương thì hồi lâu đúng không, mà phải full chiêu thì mới mạnh được. Mà mình chỉ cần đặt sai một lỗi cái là cái trận đấy là coi như là mình cũng rất là tàn rồi. Và mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho các bạn cùng xem nha mọi người. Đừng chuyển kênh, trận đấu này kết thúc khá là nhanh. Mà tôi ghét hương sư ghê, đứng thả emote y như con không nổi vậy đó. Muốn xé đầu nó ghê. Rồi mình quay trở lại trận đấu thứ hai với chế độ Tero nha. Ở cái chế độ này thì mình sẽ có một cái gì đó được chơi madam. Còn quả cầu pha lê thì không chơi được rồi. Hơi buồn nhưng mà không sao. Trận đấu này mình sẽ gặp hương sư. Hơi bị căng nhưng mà có mỹ nhân bảo kê thì mình cũng không ngán. Bởi vì là nó đứng gần đồng đội thì nó sẽ hít sọ lâu lắm. Tôi làm clip nên tôi biết. Chỉ cần hai đứa cứ bu xung quanh thôi là kiểu như hương sư sẽ rất là tàn. Cái gì vậy? Đứng lên mà cai nó đi. Vô là chết liền ấy. Quỷ cái lục hòm kìa. Cúc liền. Lục hòm cái gì? Biến liền. Ơi, hộp nhạc. Trời đất ơi. Biến. Cúc liền. Trời ơi, tại sao vậy? Trả lời liền. Biến. Nếu như mà madam không cho chơi chế độ quả cầu pha lê thì mình chơi chế độ tero thường thôi. Không phải quan ngại gì vấn đề gọi là bị hắt hủi cả. Úi dồi, gương đúng hay luôn mà sao vậy trời. Ô. Không sao, chiếm được một đứa mỹ nhân rồi. Úi giời ơi, tự xoay gương ra mình vào lãnh cung. Con quỷ mèo nhà tôi bữa nay nó thân thiện với chó ghê, nó chơi với chó. Từ một con mèo anh xong bắt đầu nó ra nó quầy với bùn đất.
rồi con chó nó lè lưỡi ra, mọi người biết rồi, cái mồm con quỷ đó thì lúc nào chả có nước miếng, rồi thêm đất ướt áp rồi cuộn vô đất nữa, thế là ngày hôm nay tôi phải đè nó ra tôi tắm nó, dơ ghê luôn á, thật sự rất là khó chịu. Nhạc vậy, một hộp này thì hai hộp rồi nữa không? Cúc bên kia là bé gái cùng với bác sĩ và người đánh bóng. Wow. Rồi để mẹ phá hết ván xem là con chơi với mẹ bằng cái gì nha. Hương sư mà không nhanh tay một tí nữa là ăn tero là ngon lắm luôn á. Nhưng mà trận đấu này có vẻ là mình khá là dễ kiểm soát, bởi vì chém được một hit cái là hương sư nó hoảng ngay luôn. Nó không có kiểu, nó không có tinh thần để nó chơi nữa rồi ấy. Chết đi. Nhà này là của mẹ. Biến liền. Úi giời ơi, flywheel cho gỗ vô, đét hơ. Để mình giết hết mấy đứa này luôn á. Nó đứng, nó canh sỏ kìa. Thôi coi ghét ghế mọi người ơi, không dám nhấc luôn á. Biếng. Con quỷ kia đâu? Súng không? Súng không? Trời ơi, tôi cũng không dám cầm gây xa vô cái chế độ này chơi nữa. Nghĩ xa gặp bé gái, bác sĩ và đánh bóng nữa. Nhưng mà chơi bé gái ở cái khu vực gọi là vua thì mình thấy không ngon, bởi vì không có nhập vô team được. Nhưng mà nếu chơi hầu thì lại nhập được như bình thường nha. Ở cái này thì bé gái hơi thiệt thòi. Tương lai là bé gái sẽ được búp ở cái chỗ đó, chính là khi mà đẩy giấy mà Hunter đang lau kiếm thì Hunter sẽ tiếp tục lau kiếm chứ không có hồi đòn nữa. Thì cái này là mình thấy là một cái sự... Ủa? Cái này là nớp bé gái đúng không? Ủa? Là sao? Ủa cái này là búp hay nớp vậy? Búp hay nếp trời? Nớp đúng không? Nớp, búp. Búp 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 búp, lộn lộn mọi người, búp búp búp. Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết học biết giỏi là ngoan. Ôi trời ơi. Rồi bà thím ra đây, có súng không? Có súng không? Trời ơi, hương sư chắc khóc thét luôn á. Bởi vì sao? Bởi vì Madame gương quá hay. Và mình kết thúc video clip đây luôn nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Chúc các bạn có một buổi sáng thứ 6 thật là vui vẻ, ăn cơm thật là ngon miệng và có nhiều niềm vui nha. Bye bye mọi người.